Nhã Kỳ mạnh tay sắm căn hộ siêu sang hơn 100 tỷ tại Singapore. Giờ đây, mỗi khi sang Singapore công tác hay du lịch, Lý Nhã Kỳ có nơi riêng tư và cực sang chảnh. Lý Nhã Kỳ được biết đến là một trong những nữ đại gia của showbiz Việt. Từ hoạt động xã hội, kinh doanh và những mối quan hệ khủng, Lý Nhã Kỳ nhiều năm nay vẫn miệt mài làm giàu để có cuộc sống thượng lưu đáng mơ ước như hiện tại. Ngoài khối tài sản lớn, hiếm mỹ nhân nào có được, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu một căn biệt thự giác vàng nằm rộng 600m², nằm trên bờ sông Sài Gòn. Tuy nhiên, căn hộ giác vàng này vẫn chưa là nơi trốn đi về cuối cùng của Lý Nhã Kỳ, vì mới đây cô tiếp tục tậu thêm một căn hộ mới tại Singapore. Theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, đầu tháng 9 vừa qua, cựu đại sứ du lịch Việt Nam đã chi 100 tỷ để mua căn hộ penthouse ở khu Orchard, Singapore, một trong những khu chung cư cao cấp nhất tại đất nước này. Căn hộ này được Lý Nhã Kỳ sử dụng cho mỗi chuyến công tác và du lịch ở Singapore vì muốn không gian sống luôn thoải mái và sang trọng nhất. Lý Nhã Kỳ đã quyết định chọn căn hộ penthouse với giá vô cùng đắt đỏ. Con đường dẫn vào căn hộ cao cấp của Lý Nhã Kỳ tại Singapore. Không gian sống tại đây ngập tràn cây xanh bên cạnh bể bơi. Bên trong căn hộ được trang trí khá gọn gàng và sang trọng. Mọi góc trong căn hộ đều được bày trí theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác thoải mái cho những người sống tại đây. Được biết, vì muốn có một không gian sống thoải mái giúp giảm đi mọi căng thẳng sau giờ làm việc, nên Lý Nhã Kỳ đã chọn mua căn hộ này. Đứng trên cao ở căn hộ có thể nhìn thấy một phần thành phố Singapore. Đỗ Mỹ Linh vượt lên dẫn đầu bình chọn tại Hoa hậu Thế giới năm 2017. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức vượt qua đại diện của Pháp để trở thành thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trên trang web của Hoa hậu Thế giới. Trước khi có được kết quả này, đại diện Việt Nam đã có cuộc chạy đua với nhan sắc đến từ Indonesia, Myanmar và đặc biệt là Hoa hậu Pháp để vươn lên dẫn đầu lượt bình chọn online. Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, lượt voi của đại diện Việt Nam đã tăng nhanh từ 29,25% lên đến 46,86%. Trong khi đó, đại diện đến từ Pháp là Hoa hậu Oro Kishinin, chỉ ở mức 28,86%. Việc bỏ xa về tỷ lệ bình chọn của Đỗ Mỹ Linh so với hoa hậu khác cho thấy người hâm mộ Việt đang rất quyết tâm để đưa đại diện Việt Nam trở thành tâm điểm truyền thông của cuộc thi năm nay. Chia sẻ về kết quả này, Đỗ Mỹ Linh cho biết, Linh rất vui và cảm động khi nhận được thông tin này. Dù không phải là phần bình chọn chính thức, nhưng với vị trí hiện tại, Mỹ Linh sẽ được chú ý và thu hút truyền thông hơn. Đồng thời, đó cũng là động lực để tôi cố gắng hơn nữa và chiến đấu hết mình vì hai tiếng Việt Nam. Ferrari 488 GTB của ca sĩ Tuấn Hưng đang được vận chuyển từ Tây Nguyên ra Hà Nội. Chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ rực bị bắt gặp tại các tỉnh thành Tây Nguyên trên xe chuyên dụng và sẽ sớm có mặt tại Hà Nội để bàn giao cho ca sĩ Tuấn Hưng. Vào chiều ngày 12 tháng 9 năm 2017, ca sĩ Tuấn Hưng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB màu đỏ tại công ty nhập khẩu quận 5 thành phố Hồ Chí Minh lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Chào em đẹp trai vết đấy, mời em về với đội của anh." Và chiếc siêu xe của nam ca sĩ này đã bị bắt gặp tại Đắk Miêu vào trưa qua. Vài tiếng sau, siêu xe này bị tóm gọn ở thị xã Buôn Hồ. Tuy nhiên, phải đến chiều hôm qua, ngày 20 tháng 9 năm 2017, siêu ngựa mang ngoại thất màu đỏ rực mới được cho lên xe chuyên dụng và vận chuyển ra Hà Nội bàn giao cho nam ca sĩ tìm lại bầu trời. Trong đó, những hình ảnh chiếc siêu xe này bị bắt gặp tại các tỉnh thành Tây Nguyên cho thấy điều đó. Cụ thể, chiếc Ferrari 488 GTB bị bắt gặp tại huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông vào buổi trưa, thì vài tiếng sau đó, siêu ngựa này đã xuất hiện tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến vào chiều nay, siêu xe sẽ có mặt tại Hà Nội. Ferrari 488 GTB mà ca sĩ Tuấn Hưng đọc được
Cho thuộc diện đã qua sử dụng, đây cũng là một trong ba chiếc 488 GTP đầu tiên cập bến tại Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2016. Hiện chưa rõ mức giá Tấn Hân chi ra để sở hữu siêu ngựa này. Ngoài bộ áo đỏ rực, bên trong khoang lái của chiếc Ferrari 488 GTP cũng được phối nội thất phong xuyên tông với ngoại thất. Điểm nhấn có thể kể đến với chi tiết sử dụng, chất liệu sợi carbon cao cấp. Được biết công ty nhập khẩu mà Tuấn Hưng và mẹ đã bay từ Hà Nội vào Sài Gòn để xem mắt chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ nói trên chỉ mới được khai trương khoảng một tuần. Điểm đặc biệt là nơi đây cho trưng bày đến 4 chiếc Ferrari 488 GTB, bao gồm chiếc của Tuấn Hưng, 3 chiếc Rolls Royce và 1 chiếc Bentley Continental GT V8. Tổng giá trị cho xe này hơn 100 tỷ đồng. Đây không phải là chiếc Ferrari đầu tiên mà Tuấn Hưng gây xôn xao giới truyền thông cũng như cộng đồng mạng. Trước đó vào năm 2012, nam ca sĩ đã gây bất ngờ khi ngồi vô lăng chiếc 458 Italy đỏ rực. Tuy nhiên, đây là chỉ vụ mượn siêu xe để Tuấn Hưng quay video. Như vậy, sau cặp đôi ông Cao Thắng và Đông Nhi với chiếc Audi R8 V10 Plus, Tuấn Hưng cũng nằm trong top những ca sĩ hiếm hoi tậu siêu xe tại Việt Nam. Ngoài siêu xe Ferrari 488 GTP mới tậu, Tuấn Hưng từng sở hữu hàng loạt chiếc xe đắt tiền khác như BMW X6, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz S400, Mercedes-Benz C300 AMG hay Mercedes-Benz C200 độ. Đó còn chưa kể những chiếc mô tô phân khối lớn Ducati, Duvel, Romo hồng hố. Ferrari 488 GTB, Tuấn Hưng mới tậu sử dụng động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô men xoắn cực đại là 760 nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp, kép 7 tốc độ, siêu ngựa mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 trước khi đạt đến vận tốc tối đa 330 km/h. Chiến Thắng tự tay trang trí phòng ngủ sau khi quyết định tái hôn với vợ ba. Danh hài Chiến Thắng lại một lần nữa gây bất ngờ khi quyết định tái hôn với vợ ba chỉ sau thời gian ngắn ly hôn. Chiến Thắng là nghệ sĩ hài, luôn mang tiếng cười vui vẻ cho mọi người, nhưng chuyện tình của anh lại khá lận đận và ồn ào. Sau hai lần kết hôn đổ vỡ, và danh hài gây bất ngờ khi thông báo lấy vợ ba chỉ sau một thời gian ngắn quen biết và tìm hiểu. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh, nhưng chỉ sau 6 tháng kết hôn, Chiến Thắng và vợ kém 15 tuổi Thu Ngọc đã quyết định đường ai nấy đi. Lý do Thu Ngọc đệ đơn ly hôn là vì Chiến Thắng quá bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, tính tình không hợp nhau. Quyết định ly hôn của vợ đã khiến danh hài Chiến Thắng sốc và đau lòng, thậm chí khi bạn gái cũ muốn tái hợp nhưng Chiến Thắng cũng từ chối. Mới đây, danh hài lại một lần nữa khiến khán giả bất ngờ khi quyết định tái hợp với Thu Ngọc. Vào ngày 25 tháng 9 tới, tôi cùng bố mẹ sẽ đến nhà Thu Ngọc để đón cô ấy về. Sau khi ly hôn, tôi và Thu Ngọc vẫn thường xuyên nói chuyện và trao đổi về cuộc sống, con cái. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn giữa chúng tôi không phải vì người thứ ba, cũng không có lý do gì gay gắt để hận thù hay ghét bỏ nhau. Khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân thì khó tránh khỏi những điều hụt hẫng. Bản thân tôi là người từng trải, còn Thu Ngọc thì chưa từng trải qua cuộc đổ vỡ nào. Chưa có nhiều kinh nghiệm sống, độ tuổi lại cách xa nhau, vì thế chưa có sự thấu hiểu hết về đối phương. Khi mỗi người một nơi, chúng tôi nhận ra mình vẫn còn yêu nhau, vẫn cần có nhau trong cuộc sống. Đó là lý do chúng tôi quyết định quay về. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau và nói hết tâm tư nguyện vọng với bố mẹ. Đây cũng chính là điều bố mẹ hai bên gia đình rất vui khi chúng tôi quyết định tái hợp. Vợ chồng tôi dự định sẽ sớm sinh con vào năm tới. Đứa con sẽ là sợi dây gắn kết gia đình. Nam danh hài chia sẻ thêm. Danh hài còn chia sẻ trên Facebook cá nhân hình ảnh về bức tranh gà trống và gà mái bên đàn con trong phòng ngủ cùng chú thích. Hoàn thành bức tranh tường để đón những gì tốt đẹp nhất. Đang truyền nước biển ở châu Âu, Đàm Vĩnh Hưng không quên binh vực Xuân Bắc. Được biết, Đàm Vĩnh Hưng đang trong tình trạng sức khỏe không được tốt ở chuyến lưu diễn tại châu Âu. Mới đây, người hâm mộ rất hốt hoảng khi thấy được những hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng tại một bệnh viện ở châu Âu.
Thời gian này, anh đang có lịch diễn dày đặc ở Trại Tây để phục vụ cho cộng đồng người Việt. Tuy nhiên, vì phải liên tục di chuyển đến nhiều nơi khác nhau và thời tiết thay đổi đến chóng mặt, nên Đàm Vĩnh Hưng đã phải vào bệnh viện truyền nước để giữ gìn sức khỏe. Thần thái có phần nhợt nhạt của anh khiến fan vô cùng lo lắng. Nam ca sĩ cũng mất ngủ thường xuyên vì chuyến lưu diễn này. Tuy nhiên, dù tình hình sức khỏe không tốt, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không quên quan tâm đến đồng nghiệp ở quê nhà. Dường như anh đã theo dõi tường tận sự việc ồn ào của Xuân Bắc nên đã lên tiếng bênh vực nam diễn viên trên trang cá nhân. Anh viết: Xuân Bắc yêu quý của tôi, với tất cả những gì bạn đã làm, đã cống hiến cho nghề, cho đời và cho người, thì dù là người mù cũng sẽ được nghe người khác kể lại thôi. Bạn sẽ mãi mãi là niềm vui của mọi nhà, là niềm tin và hãnh diện của anh chị em nghệ sĩ. Hãy mạnh mẽ và tự tin. Tin nhất là sự anh minh sáng suốt của từng trái tim đầy văn minh, biết phân biệt phải trái trắng đen rõ ràng. Thương cho bạn suốt bao nhiêu năm qua, chưa một lần đối diện với sóng gió bão tố của showbiz. Thực tế là không sao đâu, có lẽ người anh minh cũng đang muốn nói với bạn như thế đấy. Phi Nhung, Hồ Ngọc Hà cũng tỏ vẻ đồng ý trước lời bênh vực của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Xuân Bắc. Những ngày gần đây, vụ việc vợ Xuân Bắc, chị Hồng Nhung đăng đàn tố cáo nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép cô trong quá trình giảng dạy tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Dù vợ đã khẳng định việc Xuân Bắc không hề dính dáng đến câu chuyện, nhưng nam danh hài vẫn phải hứng chịu nhiều tin đồn thất thiệt. Thậm chí có thông tin cho rằng Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Anh Tú đều là ứng viên của ghế giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, nên sự việc xảy ra nhằm tranh quyền lợi cho những ngày sắp tới.